There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. Xin chào mọi người, đang cùng quay trở lại với Nhà F. Ngày hôm nay thì Khánh Linh và anh Tiến Duy đang cùng đến với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Và như mọi người cũng thấy, chúng tôi đang ngồi trên cano lênh đênh trên dòng sông cổ cò của thành phố Đà Nẵng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến tham quan những căn hộ mẫu tại dự án Rigor Complex của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung. Và để xem là những căn hộ mẫu ngày hôm nay của chúng ta có gì đặc biệt thì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Xin mời. Xin mời. Thưa quý vị các bạn, ngay bây giờ chúng ta đang có mặt ở bên trong căn hộ mẫu 3 phòng ngủ của dự án Rigor Complex thuộc thương hiệu bất động sản hạng sang Rigor Homes, được kiến tạo bởi Đất Xanh Miền Trung. Và khi dự án hoàn thiện thì đây sẽ là hai tòa tháp đôi với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 1.800 tỷ đồng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình ở phía sảnh ra vào của căn hộ mẫu này. Đầu tiên, mọi người đang thấy cửa ra vào của căn hộ thì được làm bằng khung gỗ sồi này, bề mặt thì là laminate kim loại. Và toàn bộ phụ kiện cửa, ví dụ như là mắt thần hay là khóa hay là bản lề bên này thì của thương hiệu Hafler. Và xung quanh tôi là những bức tường được bọc từ dán tường, rất là đẹp mắt. Trong bếp thì có gì ạ? Đầu tiên phải kể đến hệ thống tủ bếp được thi công rất tinh xảo, cùng với đó là máy hút mùi, bếp điện, bồn rửa và tất cả những phụ kiện tủ đều đến từ thương hiệu Hafler. Bên cạnh đó là mặt bàn bếp là mặt đá trắng LG Hàn Quốc dày 12mm. Không chỉ có vậy, tay co thủy lực cao cấp đến từ thương hiệu Bloom. Một căn bếp hết sức tuyệt vời. Còn đây là phòng khách. Phòng khách thì Khánh Linh thấy sao? Khánh Linh thấy rất là rộng, thoáng với trần cao này. Và điều hòa thì được sử dụng của thương hiệu Daikin VRV cung cấp khí tươi. Ở phía dưới chân chúng ta sẽ có đá marble. Phần tường bên này cũng vậy, đây là đá marble Oman. Và phần phách cũng được thiết kế rất đẹp mắt với chất liệu nhựa PVC Pima. Phía bên trong còn có đèn LED Unius. Tức là sao? Khi mà bật lên, cung cấp một hệ ánh sáng rất là đẹp mắt, mang đến sự sang trọng và lộng lẫy cho cái căn phòng này. Và phải nói là với vật liệu đá của chúng ta thì công trình của chúng ta sẽ trường tồn với thời gian và tăng thêm sự sang trọng nữa. Chính xác. Và khu vực bên này đó chính là phòng ăn. Phòng ăn đẹp nhờ? Phòng ăn quá đẹp, như là một nhà hàng cao cấp ấy. Chính xác, cái dải đèn LED còn được áp dụng ở cả trên cái phần tường bên này nữa. Đó là phần tường bằng gương. Việc bố trí gương ở đây rất hợp lý, bởi vì sao? Nó sẽ làm cho không gian của phòng ăn trở nên rộng rãi hơn. Và mình ngồi ăn ở đây thì cũng rất là lung linh, đúng không ạ? Rất là lung linh. Đúng rồi, TV thì có cả ở phòng khách lẫn cả phòng ăn. Đấy, rất phù hợp cho chúng ta có thể theo dõi những chương trình giải trí. Phía bên này chúng ta có cả tủ để rượu. Đó. Và ở phía bên này chính là phòng ngủ phụ đầu tiên của căn hộ ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ dẫn mọi người sang phòng ngủ master ở phía bên này. Xin mời. Hành lang này sẽ dẫn chúng ta đến một phòng vệ sinh này, một phòng ngủ phụ thứ hai và phòng ngủ master ở trong này. Và tất nhiên rồi, trong phòng ngủ master thì sẽ có phòng vệ sinh khép kín. Và đã nói đến phòng vệ sinh thì xin mời Khánh Linh. Ồ, đầu tiên phải nói là chia công năng rất là thông minh. Trong phòng vệ sinh chúng ta có cái việc phân bổ không gian cũng rất là tuyệt vời. Đầu tiên là khu vực bồn rửa thì sẽ được thiết kế là bồn rửa đôi. Và như ở đây Khánh Linh thấy sử dụng thiết bị vệ sinh rất là cao cấp đến từ châu Âu. Và bề mặt của thiết bị cũng là bề mặt nhám, khiến cho việc vệ sinh sẽ dễ dàng hơn này. Và sẽ giúp cho sản phẩm có tuổi thọ lâu hơn. Đó, vòi nước này Khánh Linh thấy rất là cao cấp, giảm tiếng ồn, vừa giúp tiết kiệm nước mà cũng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó là khu vực toilet này cũng được tách riêng ra với cả khu vực bên ngoài. Khu vực vòi hoa sen tắm đứng cũng vậy, cũng được tách riêng ra. Và hai khu vực này thì có đều được sử dụng kính mờ rất là cao cấp và giúp tăng cái sự riêng tư, lịch sự cũng như là vệ sinh hơn. Phía bên này có một bồn tắm cũng rất là xịn sò. Đây mọi người có thể nhìn thấy, cũng cùng thương hiệu với cả bồn rửa hai bên này. Và phải nói một điểm rất là đáng khen trong phòng vệ sinh này, đó là yếu tố ánh sáng vừa đủ sang trọng, nhẹ nhàng. Đó, khi mà mình đứng ở trong này mình cảm giác như là đang ở trong một khách sạn hạng sang vậy. Và sự sang trọng lộng lẫy như Khánh Linh vừa nhắc đến, nó còn xuất hiện ở khắp mọi nơi trong phòng ngủ nữa. Một phòng ngủ với thiết kế vô cùng đẹp. Thực sự là mọi người có thể áp dụng cái kiểu thiết kế như này ở trong phòng ngủ của nhà mình, đúng không ạ? Nếu muốn có một phòng ngủ mang phong cách sang trọng. Ở trong phòng ngủ thì chúng ta có gì? Có tranh trang trí, có giấy dán tường, có phần nhựa PVC rất là đẹp ở phía đối diện. Và trần rất cao, đúng không? Đúng rồi ạ. Và để mà nói, có một điểm mà Khánh Linh rất là thích ở phòng ngủ này, đó là
phần trần được thiết kế và xử lý rất là tinh tế với dải đèn LED được chạy ẩn phía bên trong. Và khi mà chúng ta nằm ở trên giường, chúng ta mà có nằm xuống thì cũng sẽ không bị chói mắt bởi vì cái đèn ở phía trên trần. Công rất là tinh tế. Hệ thống chiếu sáng cũng như là các bóng đèn được đặt ở những chỗ rất là tinh tế. Khi mà chúng ta nằm ở trên này, đúng như Khánh Linh phân tích là cái ánh sáng sẽ không làm ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của chúng ta, đúng không ạ? Phần đầu giường nhé, anh đặc biệt ấn tượng với hai chiếc đèn này. Hay không? Đây. Đi hàng trăm công trình rồi nhưng chưa bao giờ Khánh Linh thấy một chiếc đèn nào hình dạng như thế này luôn. Đẹp thật. Không biết là ở phía trên những căn còn lại, căn hộ mẫu ở đây có gì đặc biệt không nhỉ? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nhá, xin mời. Tại khu căn hộ mẫu của Regal Complex thì chúng ta sẽ có căn hộ mẫu 3 ngủ vừa trải nghiệm, căn hộ mẫu 2 ngủ ở ngay cạnh đây và căn hộ mẫu 1 ngủ. Thì như các bạn đang thấy, hành lang di chuyển rất rộng rãi và thoải mái, lại còn sáng sủa đúng không? Giúp cho chúng ta rất thuận tiện khi mà di chuyển ở đây. Đúng rồi. Và khi mà chúng ta nhận căn nhà thực tế thì cũng sẽ có thiết kế y hệt như là căn hộ mẫu ở đây. Đúng rồi, và các thiết bị bàn giao sẽ là những thiết bị liền tường. Đấy, phần cửa vẫn giống như những gì chúng tôi vừa giới thiệu ở phía dưới. Đây là sảnh. Và bước vào trong khu bên này thì chúng ta sẽ có một căn hộ mẫu 2 phòng ngủ với đầy đủ phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. Thì đây chính là khu bếp của căn hộ này. Thì toàn bộ phần tủ bếp cũng như là mặt bàn nó sẽ giống như những gì mà Khánh Linh vừa giới thiệu ở phía dưới. Và căn này thì có thiết kế rất là thông thoáng, trần vẫn cao. Rất là thông thoáng và cảm giác rất là rộng, rộng hơn rất nhiều so với cái thiết kế trong tưởng tượng của Khánh Linh về một căn 2 ngủ. Bây giờ anh đang tò mò không biết là cái phòng ngủ master căn này như thế nào nhỉ? Chúng ta phải cùng đi khám phá thôi. Ok, xin mời mọi người. Trước khi vào phòng ngủ master thì chúng ta sẽ có hai khu vực rất thú vị. Đầu tiên sẽ là phòng giặt. Chu đáo không? Quá chu đáo. Phía trong này là một phòng vệ sinh chung dành cho phòng ngủ ở bên ngoài cũng như là các không gian khác. Và phòng ngủ master của chúng ta ở trong này. Mời mọi người vào đây. Một thiết kế rất là vuông vắn cũng như là thoáng. Khi mà dự án được bàn giao thì mọi người cũng sẽ có cái hệ cửa kính rất rộng nhìn ra bên ngoài như thế này. Và kính thì sẽ là kính lâu y, cách nhiệt, chống ồn, rất hiệu quả. Sàn gỗ vẫn là kiểu xương cá như ở phía dưới. Phòng ngủ thì rất rộng, giường full size và được sử dụng đan xen những chất liệu rất là cao cấp và đẹp mắt, đúng không? Ở phía trong này chúng ta sẽ có một phòng thay đồ, mời Khánh Linh. Trong này chúng ta sẽ có một khu vực walk-in closet. Và ở đây thì mọi người sẽ thấy là chất liệu của tủ đồ sẽ là kính này, bên ngoài sẽ là khung inox rất là cao cấp. Cùng với đó là những cái dải đèn LED chạy dọc như thế này, tăng thêm sự sang trọng cho không gian của chúng ta. Phía đằng sau lưng Khánh Linh chính là phòng tắm của phòng ngủ master. Và hãy cùng xem trong này chúng ta có gì ạ. Đầu tiên phải nói là mặt đá được ốp từ sàn, tường đó, rất là đẹp và sang trọng. Cùng với đó là các thiết bị vệ sinh đến từ thương hiệu Grohe, một thương hiệu rất là cao cấp rồi mà mọi người xem nhà ép nhiều thì cũng đã biết. Đó, bên cạnh đây là một bồn tắm lớn. Mọi người cũng phải thấy là đây có một điểm cộng. Toilet và khu vực phòng tắm lại được tách riêng ra như là phòng vệ sinh và phòng tắm ở dưới kia mà Khánh Linh cũng vừa được trải nghiệm đó. Quay trở lại khu vực bên ngoài thì chúng ta sẽ có bàn ăn này, phòng khách này rất rộng rãi, ở phía dưới cũng được ốp đá marble. Phía bên tường này cũng vậy, giống như những gì mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm ở phía dưới tầng 1. Nhưng không hiểu là khi mà trở thành cư dân trong tương lai tại Regal Complex thì chúng ta sẽ được hưởng những tiện ích gì nhỉ? Thì đầu tiên là những tiện ích nội khu. Chúng ta sẽ có những tiện ích tiêu biểu như sau. Ví dụ như là quảng trường ánh sáng trung tâm này, tháp đồng hồ này, đài phun nước hay là bến du thuyền. Đây là tiện ích cộng hưởng từ khu biệt thự Regal One River. Ngoài ra, khu phức hợp gồm 2 khối tầng hầm dành cho việc đỗ xe, 18 tầng nổi. Trong đó có 3 tầng thương mại với hàng loạt tiện ích phục vụ cư dân như Regal Mall là trung tâm thương mại. Đây cũng là thương hiệu thuộc hệ sinh thái Regal của đất xanh miền Trung. Khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ Kids Zone, bể bơi vô cực, khu nghỉ ngơi, giải trí riêng tư giống như các lounge của sân bay VIP Regal Lounge. Đây là đặc quyền của thành viên Regal. Và cùng với đó, nếu như mọi người trở thành thành viên của Regal Homes, điều đó đồng nghĩa với việc mọi người sẽ được hưởng những tiện ích cũng như là những ưu đãi hàng đầu. Ví dụ như là miễn phí đưa đón tại sân bay này, cùng với đó là những ưu đãi nếu như mọi người đến trải nghiệm, ăn uống và mua sắm tại chuỗi Regal Food. Cùng với đó là rất nhiều những sự ưu đãi và chăm sóc đến từ Regal Homes. Ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có lô ra. Và mọi người để ý là có gì đặc biệt không ạ? Khánh Linh. Oh,
khi mà đứng ở đây thì Khánh Linh thấy là bên ngoài này có một cái đường nét trang trí trông rất là điệu nghệ. Thực ra đây là những tấm nhôm được uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển. Và những tấm nhôm này thì sẽ xuất hiện ở tại công trình thực tế, ở ngay tại lô gia của mỗi chúng ta. Mặt dựng chung cư phức hợp thể hiện tính nghệ thuật, phong cách sang trọng khác biệt so với các khu cao tầng thông thường. Và thực sự là cái phần lô gia này nó rất rộng thoáng, được làm lan can kính này thì nó sẽ không che chắn cái tầm nhìn ở trong nhà ra bên ngoài. Ngoài ra, phần lan can kính có chiều cao tiêu chuẩn chung cư, kính cường lực chịu bão, đảm bảo an toàn cho gia đình, duy trì yếu tố thẩm mỹ. Và ở ngoài này thì chúng ta có thể để một bộ bàn ghế như thế này để có thể ngồi hóng gió. Và thực sự ấy, thì cái vị trí của Regal Complex sau này sẽ có một mặt hướng ra phía núi Ngũ Hành Sơn, mặt còn lại hướng ra biển và hướng ra phía sông Cổ Cò như chúng ta đang thấy. Và lúc nãy thì tuy là Khánh Linh và Tiến Ri có được đi đến đây bằng cano đúng không ạ? Tuy nhiên thì chắc là Khánh Linh vẫn chưa trải nghiệm đủ ở trên sông Cổ Cò để phải đúng không? Bây giờ em còn muốn quay trở lại cano và tiếp tục di chuyển đến con sông này không? Chắc chắn rồi, Khánh Linh rất muốn được xuống và trải nghiệm tiếp tục dòng sông Cổ Cò của chúng ta. Ok, let's go. Ok, quay trở lại cano của chúng ta thì anh muốn hỏi một chút về cảm giác của Khánh Linh khi mà đi cano ở trên dòng sông Cổ Cò thì em thấy sao? Nói chung là di chuyển bằng cano nó là một cái sự rất là thú vị và khác lạ. Và như mọi người cũng thấy thì ngồi cano rất là mát, tóc bay phấp phới, không khí xung quanh thì trong lành. Và phải nói là di chuyển bằng đường thủy có một cái hay, đó là không có tắc đường, không có đèn đỏ, không có, nói chung là các thứ xì chét như là đi đường bộ. Đúng rồi, nhưng mà thi thoảng vẫn có cảnh sát giao thông hỏi thăm đấy, bất cần. Và ngồi từ góc nhìn của Khánh Linh thì có thể thấy là phía bên này một dãy nhà biệt thự rất là đẹp ở ngay sát bên sông luôn. Khánh Linh tinh mắt thật, cứ nhà đẹp là không thể nào mà lọt ra khỏi ngoài tầm mắt của Khánh Linh đúng không ạ? Thì tất cả những căn nhà đẹp này mà Khánh Linh phát hiện ra thì đều của dự án Regal One River của thương hiệu Regal Home của đất sạch miền Trung phát triển. Thì ở đây sẽ có tổng cộng là 36 căn siêu biệt thự rất là đẹp, được thiết kế theo phong cách hiện đại như mọi người đang thấy. Và ở phía sau mỗi căn biệt thự này thì nó sẽ tiếp giáp trực tiếp với sông Cổ Cò, là con sông anh em đang di chuyển ở trên. Và hướng thì hướng ra biển nhá, lưng thì sẽ là phía núi Ngũ Hành Sơn. Đó chứng tỏ là thế đất của nhà rất là đẹp, và các chủ nhân của những ngôi nhà sinh sống ở đây thì luôn luôn được hưởng chọn một bầu không khí rất là trong lành, rất tươi mát từ phía sông thổi vào, từ phía biển thổi vào. Do vậy thì khi mà chúng ta ở trong những cái căn nhà như thế này thì cảm giác lúc nào cũng refresh hay là được detox bởi những cái luồng không khí, luồng gió, rồi là những cái ánh sáng tự nhiên rất là tràn ngập trong cái ngôi nhà của mình. Và sao mà ngồi đây thấy khỏe người thế? Đúng rồi. Và nhân nói về thiết kế của Regal Homes thì nó rất đa dạng, tức là như đây mọi người đang thấy là phong cách thiết kế hiện đại đúng không? Ngoài ra thì còn có một số những phong cách khác như là futuristic như là ở Regal Victoria, hay là phong cách tân cổ điển như là ở Regal Pavilion. Thực ra là Regal Pavilion thì Khánh Linh cũng đã từng được đến tham quan và trải nghiệm rồi, không biết là còn nhớ hay không? Và nếu quý vị muốn khám phá chi tiết một căn nhà mẫu thì click vào video này. Để biết là còn nhớ hay quên thì chắc là chúng ta phải dẫn mọi người cùng đến đó và xem trải nghiệm. Ok, nhá, let's go. Nằm bên dòng sông Hàn thơ mộng, đối diện Lotte Mart và đi qua chân cầu Tiên Sơn, chúng ta đang có mặt tại dự án Regal Pavilion Đà Nẵng. Và nếu như mọi người còn chưa quên thì nhà F đã từng có cơ hội được đến đây và trải nghiệm trực tiếp và chi tiết một căn shop house tại dự án Regal Pavilion. Nhưng mà lần này khi mà quay lại thì Khánh Linh thực sự cảm thấy bị ấn tượng bởi vì dự án của chúng ta đã hoàn thiện về mặt tổng thể rồi. Và dự án Regal Pavilion thì rất là nổi bật với thiết kế và kiến trúc kiểu Pháp hào hoa, được thể hiện qua những cái chi tiết rất là cao cấp, ví dụ như là cửa cao 3m này. Mọi người hay nói là nhà cao cửa rộng thì đúng là rất hợp cho việc kinh doanh đúng không? Cùng với đó là mặt ngoài thì được ốp đá marble travertine cao cấp nữa. Bên cạnh đó là lan can thì cũng có được sử dụng sắt mỹ thuật được chế tác và uốn thủ công. Điều đó càng tăng thêm vẻ đẹp cho dự án này. Bên trên là mái Fuji. Và nếu như mọi người đã thực sự bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của dự án này rồi thì mọi người còn có thể tìm thấy sự tương đồng ở một dự án khác nữa cũng có những nét đẹp như vậy, đó chính là dự án Regal Maison tại Phú Yên. Và trong thời gian sớm nhất thì nhà F sẽ cố gắng gửi đến mọi người những thông tin chi tiết về dự án Regal Maison tại Phú Yên nhé.
Và đặc biệt thì tại khu vực phố đi bộ của Rieger Pavilion còn được đầu tư cả công viên nhạc nước với công nghệ full ánh sáng cũng như là âm nhạc bản quyền mang đẳng cấp quốc tế. Và tại đây thì bố mẹ có thể mang con trẻ ra để vui chơi, ông bà có thể tản bộ ở đây. Và các nhóm bạn trẻ có thể ra đây để check in, để nói chuyện, để vui chơi với nhau thì đều rất tuyệt. Nghe đã rất là hấp dẫn rồi, rất là muốn trực tiếp trải nghiệm rồi đấy ạ. Rồi, sau khi mà đi tham quan một loạt các dự án của thương hiệu Rieger Home ngày hôm nay xong, Khánh Linh có thể cho anh xin một vài nhận xét được không? Ngay bây giờ thì Khánh Linh vẫn còn đang chưa hết choáng ngợp trước bộ sưu tập của Rieger Homes đây. Và mình thấy là đến đây trực tiếp cảm nhận và trải nghiệm thì mình thấy có sự đa dạng đến từ loại hình, ví dụ như là villa này, shop house hay là căn hộ. Và bên cạnh đó là sự đa dạng đến từ thiết kế và phong cách nữa. Ví dụ như là khi mà chúng ta đang đi qua dự án One River thì mọi người sẽ thấy đó là thiết kế hiện đại. Hay là đến với Rieger Victoria thì sẽ là phong cách thiết kế mang hơi hướng futuristic. Hay là một chút gì đó hơi thở của châu Âu thì sẽ có thể tìm được ở dự án Rieger Pavilion và dự án Rieger Maison tại Phú Yên. Và phải nói là bất kể là phong cách thiết kế nào, bất kể sản phẩm nào thì ở đất xanh miền Trung cũng thực hiện nó một cách rất là mỹ mãn, từng cái đường nét hoàn thiện rất là chỉnh chu. Và mình có thể thấy là các cái vật liệu hầu hết đều được nhập khẩu từ nước ngoài nữa. Chính xác. Và không biết là còn dự án nào của Rieger Homes của đất xanh miền Trung mà có thể tập hợp được tất cả những yếu tố tinh túy đó không nhỉ? Anh nghĩ là cái câu hỏi vừa rồi Khánh Linh cũng là băn khoăn của rất nhiều người đang theo dõi chính em ngày hôm nay. Thực ra sẽ là có một dự án như vậy của Rieger Home có tên là Rieger Legend ở tại Quảng Bình. Thì dự án đó sẽ có bao gồm tất cả những loại hình mà ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm, ví dụ như là shop house, villa, căn hộ, mà nó còn bao gồm cả những cái hệ thống tiện ích rất là mới mẻ nữa. Và ở dự án đấy thì chúng ta còn có cả mặt sông, mặt biển nữa để chúng ta trải nghiệm. Và chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến quý các bạn dự án Rieger Legend trong một chương trình sớm nhất. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ kênh anh em của tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.